là tuyến đường cửa ngõ với 6 làn xe. Thế nhưng vào khung giờ cao điểm hoặc những ngày lễ Tết thì quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người vì ùn tắc giao thông. Trong đó, đoạn qua cầu Ông Dầu trước khi xây thêm phần cầu tạm được biết đến là nút thắt cổ chai, khiến tình trạng căng thẳng lan rộng ra khắp tuyến đường xung quanh. Bên chiên mẻ ao rồi, mẻ năm gì rồi, em ở đây mới mẻ hệ thống nè, mới hệ thống quần chỉnh nào, mới hệ thống này thôi. Trước đó là khi này chú nói là không qua đường rồi. Không qua, đi hoài cho mới được. Xe mà bịch, nấu theo ớn lắm. Sáng giờ sớm, mà tới 9-10 giờ, kẹt lắm. Đẹp lắm, còn buổi chiều 4 giờ chiều như vậy. Chú ở đây nhà 30 mấy 4 năm rồi, chú biết mà. Tuyến quốc lộ dài khoảng 6 km này đã được lên kế hoạch mở rộng từ lâu, tuy nhiên sau hơn 22 năm điều chỉnh thì vẫn chưa thể khởi công. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch triển khai thực hiện dự án mở rộng đường, xây cầu nhằm xóa nút thắt cổ chai thường xuyên kẹt xe tại quốc lộ này. Đây là công trình có tổng mức đầu tư ước tính hơn 13.800 tỷ đồng. Là tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đi các tỉnh Tây Nguyên, đoạn từ gần 6 km từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương sẽ được mở rộng lên 53 đến 60 m. Nhiều người dân sống ở dọc tuyến đường này cũng kỳ vọng dự án sớm được triển khai để tạo thuận lợi cho việc di chuyển. Mới chặt kẹt xe quá đi. Nhân ai họ mong muốn mở đường. Con thăng thỏa xe cuộn dây, con thăng thỏa. Ở buổi sáng em xuống lại kẹt đứng ghét luôn á. Cùng với việc mở rộng quốc lộ 13, cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị được triển khai thêm hai công trình là mở rộng đường Uông Văn Khiêm và xây dựng nút giao ngã năm Đài Liệt Sĩ. Đường Uông Văn Khiêm từ nút giao ngã năm Đài Liệt Sĩ đến khu du lịch Tân Cảng thuộc quận Bình Thạnh lâu nay là điểm nóng ùn tắc. Cứ vào giờ cao điểm sáng và chiều, hàng ngàn phương tiện nối đuôi di chuyển chậm chạp, biến con đường thành một rừng người nhích từng chút trong khói bụi. Đây cũng là hai dự án nằm trong cụm công trình khơi thông cửa ngõ phía đông xếp hàng cùng quốc lộ 13 chờ hơn 2 thập niên qua do vướng bài toán tài chính. Sáng khoảng 6 rưỡi 7 giờ, chiều khoảng tầm này là kẹt rồi, chống chân mệt lắm chứ. Mở rộng thì tốt cho dân thôi. Mình kỳ vọng gì vào cái này dự án sắp tới? Nói chung là thành phố mình giờ dân số vượt quá mật độ cho phép rồi, đường nào nới rộng được thì càng tốt. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết 98 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho phép thành phố Hồ Chí Minh trả chậm bằng ngân sách thay vì thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất như trước. Hai dự án Uông Văn Khiêm và xây dựng nút giao ngã năm Đại Liệt Sĩ nằm trong nhóm ưu tiên triển khai theo hình thức BT, tức là xây dựng chuyển giao. Dự kiến đường Uông Văn Khiêm sẽ được mở rộng theo lộ giới 30 m, quy mô 6 làn xe, dài 1,7 km, kéo dài từ ngã năm Đại Liệt Sĩ đến nhà hàng Tân Cảng. Tại ngã năm Đại Liệt Sĩ sẽ có vòng xoay với đường kính 22,5 m phía bên trên, phía dưới thiết kế hầm chui. Đây là 3 trong số 12 dự án nhằm khơi thông các cửa ngõ đang được thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch triển khai. Ngoài các dự án ở cửa ngõ phía đông thì còn các dự án ở phía tây và phía nam. Các dự án được triển khai theo hình thức BT và BOT, tức xây dựng vận hành chuyển giao. Theo ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các dự án chiến lược đang được gấp rút triển khai và chắc chắn sẽ xây dựng hoàn thành trong vài năm tới. Khi đó, không gian đô thị, không gian hạ tầng được mở rộng, người dân sẽ thấy rõ một bức tranh giao thông thành phố Hồ Chí Minh rất khác.